Xin kính chào quý cư dân. Kính thưa quý cư dân, ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức là 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Ban Quản trị, Ban Quản lý Cụm Nhà Trung cư Mandarin Garden tổ chức chợ Tết chào xuân và chương trình nghệ thuật Tết đoàn viên tại khu vực sân vườn khu của tòa nhà. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng quý cư dân theo dõi một số hình chi tiết. Hân hoan chào mùa xuân mới sang, xuân đang về trên núi cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hơn cả bao điệu nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành bao. Hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an, chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều mấy, trái tim yêu thật nồng say, vui rừng vầy đón Tết này. Mùa xuân mê mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân phố hồng trời mây, pháo hoa reo mừng xuân quay quần bên bánh trưng. Tươi mới